Trang trại đại điểu Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Trang trại đại điểu Phương Nam được thành lập từ năm 2015 tại địa chỉ thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ đại điểu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn quy trình giết mổ đại điểu. Thì trên hình ảnh thì quý vị có thể là xem, quý vị có thể nhìn thấy là hai người thợ đang tiến hành xẻ thịt một con đà điểu. Chú đà điểu này thì có trọng lượng lúc giết mổ là 105 kg. Thì quý vị hãy xem từng bước hai người thợ giết mổ thì các cái bước và cái quy trình giết mổ như nào, thì chúng tôi sẽ không nói về từng phần ở đây, mà chúng tôi sẽ chỉ nói về những cái điều mà cần chú ý khi giết mổ một con đà điểu và những cái thông tin mà bên lề của cái quá trình giết mổ. Các cái bước mà giết mổ một con đà điểu cũng như là các cái bước xẻ thịt từng các bộ phận của một con đà điểu như thế nào thì quý vị hãy xem trực tiếp hai người thợ đang làm để quý vị nắm được. Còn tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị và các bạn những cái thông tin bên ngoài, ở bên xung quanh cái quy trình giết mổ một con đà điểu. Thì thứ nhất ý, một con đà điểu nuôi tới giai đoạn nào thì đạt cái trọng lượng giết mổ, thì ở đây tôi xin chia sẻ với tới tất cả các quý vị và các bạn là một con đà điểu khi từ lúc bắt đầu nuôi một ngày tuổi cho tới 12 tháng tuổi thì sẽ có khối lượng trên 100 kg. Lúc đó sẽ đạt cái trọng lượng để giết mổ. Cái thứ nhất là cái tỷ lệ xẻ thịt sẽ đạt. Thứ hai là cái chất lượng thịt ở cái giai đoạn 12 tháng tuổi thì sẽ là đạt chất lượng. Đó là cái thông tin về cái thời gian nuôi một con đà điểu từ lúc một ngày tuổi cho tới khi giết mổ là như vậy. Như quý vị đã biết ấy, thì một chú đà điểu thì khi trưởng thành thì nó sẽ có khối lượng rất chi là lớn và cái ngoại hình rất chi là to, nên cái việc giết mổ một chú đà điểu thì sẽ rất chi là phức tạp. Nếu mà chúng ta mà chưa có kinh nghiệm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không phải biết, chúng ta sẽ không lắm được là sẽ phải giết mổ như thế nào và bước xẻ thịt một con đà điểu ra làm sao. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả các quý vị và các bạn những hình ảnh chân thực nhất về cái quá trình giết mổ một con đà điểu. Ở đây tôi sẽ nói thêm và có một số cái điểm chú ý trong quá trình giết mổ một con đà điểu. Thì thứ nhất, cái việc giết mổ một con đà điểu thì việc đầu tiên là chúng ta phải lọc da. Cái bộ da của con đà điểu là rất chi là có giá trị. Bộ da của con đà điểu thì sẽ được thuộc da và được chế tác vào những cái sản phẩm từ da đà điểu. Ví dụ như là túi sách, giày da, ví, thắt lưng và những cái đồ trang trí làm từ da đà điểu rất chi là đẹp và bền. Và cái việc lọc da của một con đà điểu thì là rất chi là phức tạp, vì da của đà điểu nó mềm. Khi trong quá trình lọc chúng ta phải hết sức chú ý không được làm rách da. Nếu mà một tấm da của con đà điểu bị rách thì sẽ làm cái giá trị của bộ da đấy giảm đi rất chi là nhiều, nên chúng ta phải đặc biệt chú ý về vấn đề khi mà chúng ta lọc da. Ở đây thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin nữa, cũng như là những thông tin này mà rất nhiều các quý vị và các bạn cũng chưa biết và các quý vị cũng hay hỏi, thắc mắc là một con đà điểu nuôi đến lúc trưởng thành thì khi mà giết thịt thì sẽ được bao nhiêu kg thịt. Đó, vấn đề là chúng ta sẽ có một câu hỏi là một con đà điểu khi giết thịt thì sẽ
được bao nhiêu kg thịt. Ở đây thì tôi xin chia sẻ tới tất cả các quý vị như sau. Nhất là một con đà điểu khi nuôi đến tuổi trưởng thành, tuổi mà đạt khối lượng để giết mổ ấy, thì là phải là 12 tháng. Thì lúc đó chúng sẽ có khối lượng là trên 100 kg. Còn khi mà những chú đà điểu này nuôi đến 24 tháng hoặc là 30 tháng thì chúng sẽ có khối lượng là khoảng 130 đến 150 kg tùy từng vào con đà điểu trống hay là con đà điểu mái. Thường thường thì con đà điểu trống ở giai đoạn trưởng thành thì sẽ có trọng lượng cơ thể là lớn hơn con đà điểu mái từ 20 đến 30 kg. Thì ở đây thì trung bình một con đà điểu đến tuổi trưởng thành giết mổ là 12 tháng tuổi thì sẽ có trọng lượng là 100 kg. Ở cái giai đoạn này thì đà điểu sẽ đạt cái trọng lượng đạt tiêu chuẩn để giết mổ, và cái chất lượng thịt thì cũng là đạt tiêu chuẩn. Thì ở đây một con đà điểu mà có trọng lượng khoảng 100 kg, khi mà giết mổ thì chúng ta sẽ thu được khối lượng thịt từ 30 đến 40 kg. Nó tương đương với 30 đến 40%. Thì ở đây cái lượng thịt xẻ thịt ra của một con đà điểu nó sẽ tập trung nhiều nhất ở cái phần thịt đùi, bụng hay là thịt lưng. Thì chúng ta lọc thịt ra thì sẽ có một cái trọng lượng nhất định nữa, nhưng mà cái phần lớn, cái lượng thịt nó tập trung ở phần đùi, nó sẽ đạt được là 30 đến 40 kg thịt bắp, thịt bắp đùi đấy. Còn những cái bộ thịt mà chúng ta lọc ra ở những cái phần bụng, phần lưng, phần sườn ấy, thì chúng ta sẽ có thể thu được tầm khoảng là 10 kg thịt nữa. Đó là tùy vào từng con. Đấy, chúng tôi xin chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn một số thông tin là như vậy. Một cái lưu ý nữa khi giết mổ một con đà điểu thì cái quá trình giết mổ một con đà điểu thì chúng ta bắt buộc là phải có 2 người. Nếu 1 người thì chúng ta không thể nào mà làm được, và 2 người thợ này là phải 2 người thợ chuyên nghiệp thì mới làm được công việc này. Đó, quý vị nên chú ý là vấn đề như vậy. Nếu các quý vị nào mà mới bắt đầu tham gia lĩnh vực mà kinh doanh nuôi đà điểu thì quý vị khi xem những hình ảnh chia sẻ này của chúng tôi thì quý vị sẽ nắm được một phần nào cái quy trình giết mổ một con đà điểu, để quý vị sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ về khi về sau này thì quý vị nuôi đà điểu đến giai đoạn giết mổ thì quý vị sẽ biết cách để giết mổ một con đà điểu như thế nào và cách mà lọc xẻ thịt ra làm sao. Cũng như là các quý vị mà đang có ý định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nuôi đà điểu thì quý vị cũng lắm được cái quy trình giết mổ một con đà điểu, để quý vị sẽ làm cho cái quý vị sẽ làm tốt cái công việc của quý vị. Đó là chúng tôi xin chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn cái quy trình giết mổ một con đà điểu là như vậy. Trang trại đà điểu Phương Nam, số điện thoại hotline là 0912600611. Quý vị mà có nhu cầu mà đặt mua đà điểu giống, đà điểu thương phẩm hay đà điểu sinh sản thì quý vị hãy gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0912600611, hoặc quý vị có thể truy cập vào website đà điểu phương nam.com để được tư vấn và đặt hàng online. Quý vị cũng có thể kết nối với chúng tôi qua fanpage Phương Nam Food và kênh YouTube là Phương Nam Food và Phương Nam TV. Trang trại đà điểu Phương Nam xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã xem cái phần chia sẻ của chúng tôi. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi cũng như là like và share cái video của chúng tôi, vì chúng tôi muốn là những cái chia sẻ của chúng tôi sẽ được lan rộng và được đến được tất cả các quý vị và các bạn, đến được tất cả các bà con mà có ý định cũng như là nhu cầu hay là có cái ý định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh đà điểu.
Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại hotline 0912600611. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng con giống, đà điểu giống, đà điểu thịt cũng như đà điểu sinh sản. Hoặc quý vị có thể truy cập vào website đadieuphuong.com để được tư vấn và đặt hàng online. Quý vị có thể kết nối với fanpage của chúng tôi là Phương Nam Food và hoặc kênh YouTube của chúng tôi là Phương Nam Food và Phương Nam TV.